Ơi, có ai đây không? Hôm nay Liên sẽ xin livestream về đề tài xung đột. Cái đề tài này hơi bị đặc biệt ha. Là tại vì Liên thấy xã hội Việt Nam chúng ta quá nhiều những xung đột tiềm ẩn, và nó dẫn tới những cái hệ lụy của mối quan hệ, cũng như nó dẫn tới những nguy cơ bất ổn trong cuộc sống. Cho nên Liên xin được mạn phép mổ xẻ vấn đề tạm gọi là xung đột. Thì trước khi bắt đầu, Liên được xin được thông báo là khóa học tư duy phản biện trực tuyến. Trực tuyến nghĩa là đúng giờ đó, học viên và giảng viên sẽ cùng nhau lên mạng và làm việc trực tiếp qua cái công cụ gọi là Zoom. Thì là khóa học trí tuệ cảm xúc đã được trình bày và học viên rất là thích, tại vì khi mà Liên làm trực tuyến á, thì Liên khỏi phải trả tiền nhân viên, Liên khỏi phải trả tiền phòng ốc hội trường, và Liên ở nhà cho nên Liên cũng khỏe, thành ra là thời gian nó rộng rãi. Quý vị tha hồ mà tương tác, tha hồ mà đặt câu hỏi với Liên. Thì khóa học tư duy phản biện trực tuyến sẽ được trình bày vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ bảy, và cho kết thúc và mỗi thứ bảy và chủ nhật từ 8 giờ sáng cho tới 11 giờ rưỡi trưa giờ Việt Nam ngày 17 và 18 tháng 11. Xin đúng giờ ha, tại vì trực tuyến thì quý vị không có lý do, không có đổ thừa vì đường đông hay là kẹt xe hay gì ha, ở ngay nhà. Thì là mà Liên thấy trong cái lớp trí tuệ cảm xúc vừa rồi thì đúng là khi làm việc trực tuyến mọi người rất là đúng giờ, cho nên là nếu mà quý vị không đúng giờ, quý vị sẽ bỏ mất rất nhiều thông tin. Thì ngày 17 và 18 tháng 11 sẽ có hai khóa học diễn ra. Một khóa học là tư duy phản biện trực tuyến, tức là quý vị lên mạng cùng thảo luận với Liên. Và khóa học thứ hai là chương trình gia đình hồn nhiên đi rừng Nham Cát Tiên, xuất phát từ Sài Gòn, ở nhà văn hóa Phú Nhuận Sài Gòn, sáng thứ bảy đi chiều chủ nhật về. Thì quý vị nào muốn tham khảo thêm chi tiết của khóa học tư duy phản biện thì có thể click lên cái link mà Liên để trên đây. Quý vị nào muốn tham khảo thêm chương trình của gia đình hồn nhiên thì xin hỏi gọi hotline 090 666 7734. Và bây giờ thì cũng cũng đông người tham gia rồi. Xin mọi người hãy chia sẻ cái livestream này lên tường nhà của mình. Nếu mà quý vị thấy là những gì Liên chia sẻ có ích lợi thì xin hãy chia sẻ lên tường nhà của mình. Xin chào, ôi nhiều người quá, chào sao cho hết ta. Xin chào Trần Nam, chào Thắng Trần, chào anh Phương, xin chào thầy Hoàng Trọng Kim, xin chào Phương Hoàng, xin chào Lê Thị Trường Sa, Phương Nguyễn, Đinh Việt Hà, Vân Nguyễn, Thảo Nguyễn, Nguyễn Huế, Hiền Nguyễn, Thảo Nguyễn, Hoàng Văn Tuân, Hoàng Phi, Nguyễn Hiếu Thảo, Vân Nguyễn, Vân Anh Trần, Thủy Võ, anh Kim. Đó là những quý vị bên tường nhà Trần Thị Ái Liên. Và bây giờ xin chào những bạn bên fanpage Trần Thị Ái Liên. Xin chào Châu Lê, Đê Phi Hùng, Phạm Trang, Lương Nguyễn, Thao Coi, Phương Lê, Thao Coi hay Thảo Còi. Ok, thì bây giờ Liên xin được bắt đầu về cái đề tài xung đột. Thì Liên thấy là một cái sự thật không thể chối cãi là từ từ khi mà thực dân Pháp sang xâm chiếm Việt Nam thì bắt người Việt được giới thiệu về cái nền văn minh Tây phương, và nó rất lạ lẫm so với nền văn minh châu Á mà chúng ta thường theo dõi từ đó tới giờ. Chúng ta học hỏi và sống cùng với nó, thì nó tạo ra những cái xung đột về rất nhiều trong xã hội Việt Nam. Về cái chuyện mà người thì thủ cựu, người thì bài tân, người thì thích theo Khổng Tử, người thì thích theo Tây học. Nhưng mà rõ ràng là những cái xung đột đó nó vẫn chưa tạo ra một cái điều đáng tiếc là người dân bỏ nước ra đi. Cho tới khi 1975 thì mới có việc là người Việt bỏ nước ra đi, và cho tới bây giờ cái làn sóng người Việt bỏ nước ra đi nó không có giảm đi, mà thật sự nó
ngày càng tăng. Chỉ có số người ra đi nó giảm là vì không có những cái chương trình ra đi trật tự dễ dàng như là chương trình HO mà nó đã diễn ra vào đầu thập niên 90. Thì Liên thấy là những cái xung đột đó, vì cái sự ra đi đó, vì những cái đáng tiếc trong cái lịch sử cận đại Việt Nam mà nó tạo ra những cái mối xung đột rất là sâu sắc trong lòng mỗi con người và trong mỗi gia đình. Và nó tạo nó cái hệ lụy là chúng ta khó mà hạnh phúc, khó mà phát triển được. Quý vị cho Liên một phút để Liên đi lấy cái khăn choàng lên lạnh quá. Liên đang ở cà phê Starbucks tại vì ở nhà Liên bữa nay không có internet. Ok, thì rõ ràng là ngay cả trong nước cũng có rất nhiều những cái xung đột. Liên nói về số đông, còn xung đột cá nhân thì lúc nào cũng có. Liên đang nói những cái xung đột là do những cái lịch sử cận đại đau thương của dân tộc nó, và điều đó đương nhiên nó sẽ dẫn tới cái việc là những cái đổ vỡ trong mối quan hệ, những cái đổ vỡ trong cuộc sống. Và sau khi Liên trình bày xong cái việc xung đột thì chúng ta sẽ nói về kỹ năng giải quyết xung đột, và chúng ta sẽ nói về làm sao để dạy con mình giảm thiểu cái tác hại của những xung đột này nha. Thì rõ ràng là khi mà thực chân pháp qua thì nó sẽ đầu tiên là quý vị còn nhớ cái cải lương đời cô Lựu, hay là trong cái phe đó có cái ông thì ổng cầm cái gậy lên, ổng nói tôi thủ cựu bài tân. Thì cái ông kia ổng lại nói tôi đã cựu nghinh tân. Đó. Tức là một cái mối xung đột về cái chuyện là một người, một phe thì thấy là theo pháp thì mới phát triển được, vì rõ ràng là pháp văn minh hơn. Còn một phe thì không muốn theo pháp vì thấy là pháp nó xâm lược mình, pháp nó phá vỡ những cái giá trị đạo đức, những cái giá trị tinh thần trong xã hội mình. Và sau đó thì bắt đầu là có cái chuyện là có những cái đảng phái ra đời, thì lại có xung đột của những người theo những đảng phái khác nhau. Nhưng mà cái chuyện đó nó đã qua lâu rồi. Và cái điều đáng nói tiếp theo là từ khi có cuộc phân chia Bắc Nam 54 thì có hàng triệu người di cư từ Bắc vào Nam, và điều đó nó tạo ra cái xung đột là người trong ở ngoài Bắc thì nó sẽ có cái xung đột giữa những người có gia đình đã ra đi và những người ở lại. Rồi trong Nam thì rõ ràng hơn là lúc mà người Bắc mới vô thì cũng có những cái chuyện ngỡ ngàng, và dần dần nó dẫn tới những cái ngỡ ngàng giữa người Bắc và người Nam năm 54 trong cái làn sóng di cư đó nó không có lớn. Nó chỉ là một sự ngỡ ngàng xa lạ lẫm về văn hóa, nhưng nó không có một cái sự xung đột sâu sắc cho tới khi năm 55, năm 75 mới thật sự là có sự xung đột. Liên còn nhớ là Liên lớn là năm 75 tới năm 75 khi Sài Gòn sụp đổ, thì là khi thủ đô Sài Gòn bị đổi tên thì Liên mới có 3 tuổi rưỡi thôi. Khi Liên bắt đầu biết được mọi việc thì Liên còn nhớ là người Nam rất ghét người Bắc. Là vì Liên lúc đó nhớ Liên còn, người ta còn chọc ghẹo người Bắc là ngồi không bao giờ mà vắt đốc, không bao giờ mà xỏ dép, lúc nào cũng thả dép ra vắt cái cẳng lên trên ghế. Rồi họ chọc ghẹo người Bắc là loài cọng rau muống, rồi là thô bỉ, rồi là hay có những câu đùa như là tự nhiên như người Hà Nội, tức là người Nam chọc người Bắc là tới nhà chơi là sọc thẳng vô nhà người ta rồi ăn uống cười cợt. Thì rõ ràng là đó là nó xuất phát từ một cái thực tế của những người miền Bắc đầu tiên vào Nam sau năm 75. Nhưng đó không, và đương nhiên những người Bắc đó không đại diện cho tất cả người Bắc, nhưng mà nó bắt đầu một cái sự xung đột rất là sâu sắc giữa người Nam và người Bắc. Và sau đó thì bắt đầu là tới chuyện đánh tư sản ở miền Nam.
thì nó lại có một sự xung đột rất sâu sắc giữa người bị mất tài sản và những người đi cướp tài sản. Rồi tới bắt đầu là cái chuyện mà tù cải tạo, thì rõ ràng là những người có gia đình, con cái của sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa bị bắt đi tù, thì họ bơ vơ, thì họ mất nhà mất cửa, mất người thân, mất tài sản, thì họ khó lòng mà yêu thương được cái người đứng về cái phe mà cướp giật cha mẹ và tài sản của mình. Thế là lại có một cái sự xung đột tiếp theo giữa giữa người có quyền và người cầm quyền và người bị trị. Tiếp theo là làn sóng vượt biên, thì lúc này lại có sự xung đột ở trong hàng xóm, tại vì lúc đó người ta biết rằng những người đi vượt biên là những người có vàng có tiền, còn những người không đi vượt biên được thì là những người không có vàng không có tiền, là những người nghèo. Và khi mà những người vượt biên đầu tiên tới được bến bờ tự do, họ gửi hình về, họ gửi quà về, thì lại có một cái sự chia rẽ giữa người nhận quà Mỹ thường xuyên hàng tháng và những người không nhận quà Mỹ thường xuyên hàng tháng. Rồi tiếp theo nó dẫn đến cái việc là bắt đầu là làn sóng di cư từ Bắc vào Nam nó tiếp tục, và những người miền Bắc vào Nam thì họ làm ăn, họ tài giỏi, họ chịu đựng giỏi, họ siêng năng, họ chịu cực khổ quen hơn người Nam, và bắt đầu họ giàu có lên, thì bắt đầu nó dẫn tới một cái sự chia rẽ giữa người Bắc giàu và người Nam nghèo. Rồi thì người Bắc giàu và người Nam nghèo, thì giữa người Bắc giàu và người Nam giàu nó cũng có một cái sự chia rẽ. Người Nam thì chê người Bắc là giàu trọc phú, không có văn hóa. Người Bắc thì chê người Nam giàu thế này thế nọ, phải không? Nhưng mà cái xung đột giữa bắt đầu nó có sự phân hóa giữa thành phố và vùng miền quê. Và sự thật là cái chuyện mà người thành phố lớn ở Sài Gòn, Hà Nội chê bai người miền quê ở Việt Nam á, nó đã xảy ra hàng bao nhiêu đời nay rồi. Nhưng bây giờ nó lại càng sâu sắc hơn, là vì sao? Là vì ở thành phố, vì có cái sự mở cửa và hội nhập một cách quá vội vàng và đột ngột, cho nên có internet, cho nên là người thành phố cách xa người miền quê, không về mặt thông tin, về mặt nhận thức, cho nên nó tạo ra cái sự khác biệt rất là lớn. Thì quý vị thấy rõ ràng là trong nước những cái xung đột rất là đáng tiếc ở trong nước, như là đợi liên xíu liên ghi nguyên cái danh sách về những cái thế hệ hả, xung đột giữa những thế hệ thì muôn đời đều có. Nhưng mà bây giờ nó lại sâu sắc hơn hồi xưa rất nhiều, là vì thế hệ mới có thông tin, có internet và bắt đầu muốn sống theo kiểu mới. Thế hệ cũ kém thông tin và vẫn muốn gìn giữ những thế hệ những giá trị cũ. Và cái chuyện mà khoảng cách thế hệ thì muôn đời luôn có, nhưng bây giờ cái khoảng cách nó xa khủng khiếp, là vì cái chuyện mở cửa, cái chuyện internet và cái chuyện thông tin. Rồi mà nhất là giữa con tin và cha mẹ hả. Và bây giờ nói tới quan điểm chính trị, thì rõ ràng là cái quan điểm chính trị ở đâu thì cũng có sự khác biệt. Nhưng ở Mỹ nè, giống như là đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, những người theo Dân Chủ, những người theo Cộng Hòa thì họ luôn luôn cãi lộn nhau, nhưng họ không có thù ghét nhau, họ không có chê bai nhau, mà họ chỉ thấy được sự khác biệt. Và đương nhiên cái thiểu số ở Mỹ thì họ cũng thù ghét, nhưng đa số thì họ hiểu được rằng sự khác biệt đó là đương nhiên. Nhưng ở Việt Nam, những người mà thích chính quyền và những người mà không thích chính quyền thì là họ chê bai nhau, họ gọi nhau là bò đỏ hay họ gọi nhau là ba que. Nói chung là một cái sự xung đột rất là gay gắt và tiếng Anh nó gọi là lethal, có nghĩa là có thể dẫn tới chết người. Tiếp theo là hồi nãy mình nói về văn hóa rồi,
Và mình có nói sơ sơ về lối sống, tức là những người mà có tiếp tiếp cận với internet thì là họ biết nhiều thông tin, họ biết về lối sống của người phương Tây, của những nước văn minh, và họ bắt đầu thay đổi lối sống, thì là nó sẽ tạo ra những xung đột của những người mà không 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 có tiếp cận nhiều, hoặc có tiếp cận nhưng mà quyết định không theo lối sống mới. Thì là mỗi lần mà Liên đi tới quán cà phê hả, hay là ngay bản thân Liên cũng vậy, Liên thấy là có những người mà thích theo phương Tây, hay là bản thân Liên là sống theo kiểu phương Tây, thì là thích im lặng. Nhưng mà cái ngưỡng người mà thích sống theo kiểu Việt Nam thì thích ồn ào, cho nên mỗi mỗi lần mà tới cuộc hàng quán Việt Nam á, thì là mình ngay cả mình tìm những cái quán cà phê im lặng nhất, để lát nữa cũng thế nào cũng có một nhóm tới và ầm ĩ lên. Hoặc ngay trong cái đám bạn mình đi chung á, đi du lịch ra nước ngoài, thì họ cũng ầm ĩ ở nước ngoài, và bản thân mình thì thấy cảm thấy hổ thẹn, rồi rồi mình lên tiếng một cách nhẹ nhàng thì họ lại trách móc mình là làm cho họ mất vui, ví dụ vậy. Còn mình thì trong lòng trách móc họ là làm cho mình bị hổ thẹn đó. Những cái mối xung đột nó luôn luôn hiện hữu giữa các mối quan hệ, phải không? Bây giờ mới tới cái chuyện mà cái điều tiếp theo trong xã hội Việt Nam là bây giờ những người giới tính đồng tính thì là bắt đầu từ từ đã được tự do hơn, đã được cởi mở hơn, nhưng mà cái sự kỳ thị trong xã hội Việt Nam dành cho người đồng tính vẫn còn rất nhiều. Cho nên là giữa những gia đình có người đồng tính, người thì thích giữ kín, người thì thích nói ra, nó tạo nên một cái sự e dè trong 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 khi thảo là trong cái trong khi trò chuyện, đúng không quý vị? Và cái hiện trạng mà gần đây càng ngày càng nhiều xảy ra, đó là những gia đình có con du học. Ai có con du học xin hãy lên tiếng. Những đứa trẻ du học nó gặp rất nhiều khó khăn ở nước ngoài, nó phải đối diện với văn hóa mới, cuộc sống mới, và ngôn ngữ lạ lẫm đủ thứ, nhưng mà ở nhà thì ba mẹ nó phải đối diện với cái gánh nặng tài chính, và những nỗi lo lắng về chuyện là không biết con ở bên kia xa mình có, thì là cha mẹ ai cũng lo lắng cái chuyện cái sự an toàn của con mình, và nó tạo ra một cái chuyện là dần dần là cha mẹ không hiểu con, và cha mẹ than phiền là con mất bị cho con đi du học là mất con, hay là khi mà con trở về á thì không còn có thể mà sống được với cái lối suy nghĩ của gia đình. Cho nên rất nhiều những bạn trẻ đi du học, một là ở lại luôn, hai là đi về thì rất nhiều người là rơi vào trầm cảm, thu mình lại, không muốn liên hệ với ai, thì đó thật sự là những điều rất là đáng tiếc. Thì cũng là câu chuyện tương tự, câu chuyện tương tự là những phụ huynh ở ở tỉnh, có con lên Sài Gòn, Hà Nội học, và đương nhiên vì cái sự khác biệt trong về phát triển kinh tế của Sài Gòn, Hà Nội so với miền quê Việt Nam, nó tạo nên cái sự khác biệt về đẳng cấp, về lối sống, về trình độ của người miền quê và người thành phố. Cho nên khi những đứa con ra thành phố đi học thì nó học hỏi được những cái thứ ở thành phố, và bắt đầu là nó không chấp nhận được cái cuộc sống ở miền quê nữa. Thì rõ ràng quý vị thấy những cái xung đột này quả thật là đáng tiếc. Trong nhà quý vị có ai mà có trường hợp như những gì Liên vừa mới nói không? Xin hãy lên tiếng ạ. Và cái câu chuyện, rất nhiều cái câu chuyện đau lòng xảy ra trong cái xung đột này. Còn ở nước ngoài thì sao? Trong gia đình Việt Kiều quý vị sẽ thấy là trong gia đình Việt Kiều thì ngay trong gia đình đã có những cái xung đột. Ví dụ như là trong nhà có đông anh chị em, anh chị lớn thì qua Mỹ khi đã lớn rồi, còn em nhỏ thì qua Mỹ khi còn rất nhỏ, cho nên là đứa nhỏ thì nó sống theo văn hóa Mỹ, người lớn thì sống theo văn hóa Việt Nam, thế là nó tạo ra một cái sự xung đột
về văn hóa ngay trong gia đình. Rồi trong bạn bè thì sẽ ngay trong cộng đồng người Việt nó cũng phân biệt là người Việt Bắc Cali sẽ có những cái giá trị khác người Việt Nam Cali, người Việt Mỹ sẽ khác với người Việt Pháp, người Việt Đức, người Việt Nhật. Và khi ngồi lại với nhau thì là có vài điểm tương đồng nhưng có rất nhiều điểm khác biệt và thường nó dẫn tới xung đột. Rồi bây giờ còn gì nữa? Cái đáng sợ nhất, quý vị ạ, cái đáng sợ nhất là Việt Kiều cờ đỏ và Việt Kiều cờ vàng. Mỗi lần mà biểu tình, người thì giăng cờ vàng, người thì giăng cờ đỏ. Có ai trong quý vị thấy tất cả những điều Liên vừa mới nói nó là những cái hiện thực rất đáng buồn của dân tộc chúng ta bây giờ hay không? Nhưng đó chỉ là kể ra những cái chi tiết thôi. Thật ra những cái xung đột đó nó đều xuất phát từ một lý do, một thứ. Không phải một thứ. Xuất phát từ một thứ. Một thứ rồi. Có ai trong quý vị muốn thắc mắc một thứ đó là cái gì không? Một thứ đó chỉ là sự khác biệt. Và cái sự khác biệt nó cộng với cái chuyện là không biết chấp nhận sự khác biệt, không chịu chấp nhận sự khác biệt, mà chỉ biết phán xét, chê bai khi người ta khác mình, thì nó tạo ra xung đột. Quý vị, mình bắt người ta phải theo mình thì người ta cũng sẽ bắt mình phải theo họ. Và hai người khác nhau về văn hóa, một người văn hóa Việt, một người văn hóa Mỹ, mặc dù cùng ở trong một mái gia đình, người văn hóa Mỹ chê người văn hóa Việt. Ví dụ như trong chuyện ồn ào và yên lặng, người văn hóa Mỹ chê và người văn hóa Việt là ồn ào quá, người văn hóa Việt chê người văn hóa Mỹ là khó chịu quá. Thế là xung đột. Cho nên sự khác biệt nó nằm ở chỗ là chúng ta không biết đặt mình vào vị trí của đối phương. Chúng ta không thấu hiểu, chúng ta không cởi mở, chúng ta không chấp nhận sự khác biệt, chúng ta không biết dung hòa để giữ giá trị của mình và chấp nhận cho người ta giữ giá trị của người ta. Chúng ta không biết sống chung sống hòa bình với những sự khác biệt về quan điểm, về lối sống, về trình độ, về đẳng cấp, về văn hóa, về giới tính, mà chúng ta quá vội vàng trong việc phán xét. Chúng ta quá cứng nhắc trong việc đòi hỏi người khác phải sống theo hệ giá trị của mình. Vì vậy nó mới dẫn tới xung đột. Ai trong quý vị đồng ý với những gì Liên vừa mới nói, xin hãy lên tiếng ạ. Phan Trí Thiên nói là ha ha, phở Hà Nội ngon hay phở Huế ngon? Chưa bao giờ nghe nói chuyện hợp phở Huế nha Phan Trí Thiên. Tôi chỉ nghe phở Hà Nội, phở Sài Gòn thôi, là tôi chưa bao giờ nghe tới chuyện phở Huế. Khi nói tới Huế là người ta nói tới bún bò Huế, phải không? Nhưng mà bây giờ bạn nói tới phở Huế thì là tôi cũng lần tới tôi ra Huế tôi sẽ tìm phở Huế ăn thử coi nó có ngon hay không. Cho nên Linh nghĩ là cái nguồn gốc của xung đột, quý vị, là thứ nhất là không hiểu nhau, thứ hai là nếu đã hiểu nhau thì lại không chấp nhận sự khác biệt của nhau, thứ ba là vì không chấp nhận nên dẫn tới chuyện phán xét, mới dẫn tới chuyện kỳ vọng. Và nếu mình phán xét và kỳ vọng theo cái cách nói chuyện nhẹ nhàng thì nó cũng đỡ. Cái thứ tư là vì cái phán xét kỳ vọng nó cùng được cộng với cái chuyện là không có kỹ năng giao tiếp, tức là dùng những lời lẽ khó nghe, dùng những thái độ gắt gỏng hay là cay độc, hay những thái độ không nét mặt cao có sẽ nó làm cho cái câu chuyện nó càng nặng nề hơn. Và cái thứ năm là vì chúng ta không có tư duy phản biện để thấy được
tại sao người ta, mình nghĩ người ta đúng mà người ta lại thấy người ta sai, vì mình không có tư duy phản biện, cho nên mình không thể nào nhìn được vấn đề ở những góc nhìn khác, ở những quan điểm khác. Mình chỉ quen nhìn vấn đề một cách một chiều. Thứ sáu là chúng ta không có trí tuệ cảm xúc, tức là chúng ta không nhận biết được cảm xúc ảnh hưởng tới lời nói, hành vi mình như thế nào. Chúng ta không chấp nhận được, không biết được cảm xúc ảnh hưởng tới lời nói, hành vi của đối phương. Và cuối cùng, sáu thứ đó nó tạo ra những cái xung đột vô cùng gay gắt trong xã hội Việt Nam, trong dân tộc Việt Nam, trên sinh sống rải rác trên toàn thế giới. Và nó dẫn tới những cái mối xung đột trong gia đình. Và cái đáng hạ ngại nhất là cái mối xung đột ngay trong bản thân từng con người. Như bản thân Liên, mỗi lần mà xung đột với anh chị Liên, vì thì là Liên xung đột, vì dù Liên nhịn, nếu mà Liên nhịn anh chị Liên thì về nhà Liên cũng xung đột trong lòng mình. Mà Liên gây với anh chị Liên thì Liên về Liên cũng xung đột với trong lòng mình. Vì sao? Có ai giống Liên không? Xin hãy lên tiếng. Vì khi mà, tại vì sao? Vì Liên qua Mỹ Liên 18 tuổi, còn mấy anh chị Liên thì 20 mấy, 3 mấy tuổi, cho nên là họ khó, họ ít có hội nhập hơn Liên. Hoặc là họ có hội nhập nhưng họ quyết định là giữ lối sống Việt Nam, còn Liên thì quyết định theo lối sống Mỹ. Cho nên là những cái xung đột về lối sống, về văn hóa, về quan điểm giữa anh chị em với nhau nó rất là rõ ràng. Và cái quan trọng như vậy nữa, quan trọng trong ngay trong nước Việt Nam và trong cộng đồng Việt kiều ở Mỹ, là chúng ta sẽ thấy là những người mà được tiếp cận và quyết định tiếp thu văn hóa Tây phương sẽ là như vậy. Trong trường hợp này họ dùng tiêu chuẩn Tây phương, trong trường hợp khác họ dùng tiêu chuẩn Việt Nam. Tiếng Anh nó gọi là double standard, tức là dùng hai cái tiêu chuẩn khác nhau. Và như vậy thì trong một cái gia đình mà có những người tiếp cận và quyết định tiếp thu văn hóa Tây phương, thì khi Liên quyết định dùng tiêu chuẩn Mỹ, anh chị Liên lại dùng quyết định trong một trường hợp, trong một hoàn cảnh, trong một câu chuyện, thì lúc đó Liên đang quyết định dùng tiêu chuẩn Việt Nam thì anh chị Liên lại quyết định dùng tiêu chuẩn Mỹ, thế là xung đột. Và trong một hoàn cảnh khác, Liên quyết định dùng tiêu chuẩn Mỹ, anh chị Liên lại quyết định dùng tiêu chuẩn Việt Nam, thế là lại xung đột. Đây là cái điều đáng tiếc nhất. Và Liên thấy ở Sài Gòn, Hà Nội cũng có chuyện này. Và vì vậy cho nên mỗi lần mà Liên nhường anh chị Liên thì trong lòng Liên cảm thấy bức bối, uất ức, tức tối, cảm thấy bị bất công, bị đàn áp. Nhưng nếu mà Liên gây với anh chị Liên thì Liên về nhà Liên cảm thấy buồn bực, hối lỗi, xấu hổ, tội lỗi. Và thế là Liên có xung đột nội tâm trong lòng mình. Và ai cái câu chuyện tương tự như Liên, xin hãy lên tiếng ạ. Đúng không ạ? Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải hiểu được cốt lõi của xung đột là gì. Nguồn gốc của xung đột nó tới từ sáu cái thứ mà Liên vừa mới chia sẻ. Vì vậy cho nên đây là cái lý do tại sao mà gần đây Liên tổ chức khóa học trí tuệ cảm xúc, rồi bây giờ Liên tổ chức khóa học tư duy phản biện. Là tại vì Liên, hai cái thứ này là hai thứ rất mới trên toàn thế giới, chứ không riêng gì ở Việt Nam. Quý vị thấy là cái môn toán học nó đã được nhắc tới, được bắt đầu giới thiệu và nhắc tới cách đây 3.000 năm. Nhưng cái môn trí tuệ cảm xúc nó bắt đầu được giới thiệu năm 97. Thì rõ ràng là 97 cho tới bây giờ mới có 20 năm. Trong khi toán học thì tới 3.000 năm. Cho nên là cái số người mà biết trí tuệ cảm xúc, được hướng dẫn đúng cách lớn lên trong trí tuệ cảm xúc, nó rất là ít ỏi, ngay cả ở Mỹ, chứ không phải là có Việt Nam đâu. Và điều đó nó dẫn tới những cái hệ lụy vô cùng nghiêm trọng. Và tất cả chúng ta, những người trên 18 tuổi, đều là những người không được giáo dục trí tuệ cảm xúc ngay từ nhỏ. Tại vì lúc mình sinh ra là lúc cái quyển sách trí tuệ cảm xúc ra đời. Thậm chí những người mà 18 tuổi bây giờ thì tới 2 tuổi trí tuệ cảm xúc mới ra đời. Quyển sách trí tuệ cảm xúc mới ra đời.
thì rõ ràng là những người trưởng thành bây giờ là những người không được giáo dục về trí tuệ cảm xúc, và cha mẹ họ đã không cư xử họ đúng theo những cái chuẩn mực để họ lớn lên có trí tuệ cảm xúc. Vì vậy đa số chúng ta là những người rất kém về trí tuệ cảm xúc. Còn tư duy phản biện thì sao? Tư duy phản biện, cái quyển sách tư duy phản biện ra đời còn trễ hơn quyển sách trí tuệ cảm xúc. Tức là người ta có nói tới critical thinking lâu rồi. Nhưng cái thời mà Liên đi học đại học á, là năm 95, thập niên 90, đầu thập niên 90, thì Liên học những cái khóa học như là triết học hay là văn học để từ đó hiểu về critical thinking, là tư duy phản biện. Nhưng chưa có môn học chính thức về tư duy phản biện. Cho tới khi Liên về Việt Nam và Liên xây dựng chương trình tư duy phản biện cho Đại học Hoa Sen, tức là năm 2009, đó là cùng thời với quyển sách tư duy phản biện ra đời. Có khoảng đầu thập niên 2000 thì quý vị thấy là trí tuệ cảm xúc, cái quyển sách trí tuệ cảm xúc được xuất bản năm 97, và quyển sách tư duy phản biện được xuất bản năm 2000 mấy, còn trẻ hơn cả trí tuệ cảm xúc. Cho nên cái chuyện mà có tư duy phản biện là cái chuyện còn hiếm hoi hơn cả trí tuệ cảm xúc, quý vị. Và trên toàn thế giới bây giờ, cái số người mà thật sự có tư duy phản biện và áp dụng một cách nhường nhuyễn rất là hiếm hoi và ít ỏi. Và chứ đừng nói gì ở Việt Nam. Cho nên là nó dẫn tới những cái hệ lụy là chúng ta thường xuyên xung đột với nhau, chê bai nhau, chửi bới nhau, trách móc nhau, giận dữ với nhau, thậm chí hận thù lẫn nhau. Chiến tranh ở Việt Nam đã ngừng lại cách đây 40 mấy năm. Nhưng cái sự hận thù giữa hai thế hệ, giữa những người theo miền Bắc và những người theo chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và những người theo chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, vẫn còn hằn sâu. Nhưng cái vấn đề chính là những người theo Việt Nam Cộng Hòa từ ban đầu họ đâu có thù lính miền Bắc đâu. Thậm chí rất nhiều người Việt Nam Cộng Hòa khi mà chiến tranh chấm dứt họ còn mừng rỡ. Nhưng cái lý do dẫn tới sự hận thù là vì đánh tư sản, họ cướp nhà, cướp cửa, cướp tài sản, là vì bỏ tù cha mẹ của họ, bỏ tù sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó những người này họ chẳng có tội lỗi gì, họ chỉ là sống cảnh nào xào cảnh đó thôi. Vậy thì họ thù hận nhưng họ chẳng có làm gì, họ không có khủng bố, không có chém giết gì ai cả. Nhưng mà sách giáo khoa vẫn còn dạy dỗ trẻ em về cái chuyện nuôi dưỡng thù hận mỹ ngụy, thì đó là điều vô cùng đáng tiếc, đúng không ạ? Chúng ta cần phải thấy được là sự khác biệt giữa đôi bên nó chỉ là khác biệt. Khác biệt không có nghĩa là thù hận. Khác biệt không có nghĩa là xấu xa. Khác biệt chỉ có nghĩa là khác biệt. Và khi chúng ta biết sống chung với sự khác biệt thì chúng ta mới có được hòa bình, chúng ta mới có được phát triển. Vậy thì cái quan trọng là ngay từ nhỏ quý vị phải thấy quý vị và con quý vị rất khác nhau về mọi mặt. Một người lớn đương nhiên phải khác trẻ em, và những trẻ em nó đương nhiên phải khác nhau. Tất cả con người chúng ta sinh ra, mỗi một con người đều độc lập, đặc biệt và duy nhất. Nói về tổng thể thì quý vị sẽ thấy không có một người nào giống hoàn toàn một người nào. Ngay cả hai người sinh đôi cùng một trứng, nét mặt họ giống nhau, màu tóc họ giống nhau, màu mắt họ giống nhau, lông mày họ giống nhau, mũi miệng mắt tay chân họ giống nhau, nhưng đa số là tánh tình họ khác nhau. Vì con người chúng ta thay đổi bởi môi trường. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng khác biệt trong đời sống là chuyện đương nhiên, là chuyện không thể tránh khỏi. Và chúng ta cần phải học hỏi và sống chung với sự khác biệt. Vậy thì chúng ta từ bao lâu nay, từ khai sinh lập địa, chúng ta đã sống chung với khác biệt. Người già sống chung với sự khác biệt của người trẻ, người lớn sống chung với khác biệt với con nít, người đàn ông sống chung với khác biệt của đàn bà. Vậy thì chúng ta đã quen sống với sự khác biệt thì tại sao
chúng ta lại không bắt đầu hãy quen sống với sự khác biệt về quan điểm chính trị, về lối sống, về nhận thức. Tại sao chúng ta phải bắt người khác phải có quan điểm chính trị giống mình? Những người có quan điểm chính trị giống nhau, họ thành lập một đảng phái để họ cùng nhau sinh hoạt trong cái quan điểm của họ. Vậy thì những người có quan điểm khác, họ đâu cần phải vô cái đảng đó để rồi mà xung đột gây gổ với nhau, đúng không quý vị? Thành ra là cái điều mà chúng ta cần phải dạy con mình là phải biết chung sống với sự khác biệt. Chấp nhận sự khác biệt của người khác không có nghĩa là mình phải đồng hóa mình với họ. Và mình có quyền được giữ quan điểm của mình. Điều đó cũng có nghĩa là mình tôn trọng cái quyền được giữ quan điểm của họ. Và cái tuyệt vời của sự khác biệt trong cuộc sống, nó sẽ dẫn tới sự khác biệt trong nhận thức, nó sẽ dẫn tới sự khác biệt trong tài năng, và nó dẫn tới sự khác biệt trong cách giải quyết vấn đề. Thì quý vị thấy là trong một xã hội mà có nhiều người, có nhiều cách giải quyết vấn đề khác nhau, thì chúng ta sẽ chọn ra được cái cách giải quyết vấn đề hợp lý nhất cho từng vấn đề. Chứ còn nếu như một xã hội mà ai cũng suy nghĩ giống nhau thì nhận thức sẽ giống nhau hết và cách giải quyết vấn đề cũng sẽ giống nhau hết. Điều đó nó sẽ dẫn tới cái chuyện là chúng ta chỉ có một cách giải quyết vấn đề cho tất cả các vấn đề. Nhưng ai trong quý vị nghĩ rằng trong cuộc sống của chúng ta không có vấn đề nào giống vấn đề nào. Các vấn đề chúng ta gặp phải đều đa dạng. Và vì vậy, để giải quyết được vấn đề, chúng ta phải có khả năng nghĩ ra nhiều cách giải quyết vấn đề. Chúng ta phải có khả năng chấp nhận và có được nhiều cách giải quyết vấn đề từ nhiều người. Để rồi từ đó, chúng ta sẽ từ những vấn đề, những cách giải quyết vấn đề khác nhau đó, chúng ta tạo ra một hoặc vài cách giải quyết vấn đề mà hợp lý nhất cho từng vấn đề khác nhau, đúng không? Vậy thì cái điều để kết luận về những cái xung đột mà Liên vừa mới kể, chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện là nếu điều đầu tiên chúng ta phải nghĩ tới chuyện là làm sao để không vô tình tạo ra xung đột. Còn cái chuyện mà xung đột nó xảy ra dù mình đã cố gắng hết sức để tránh mà nó vẫn xảy ra là cái chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng rất nhiều trường hợp chúng ta tạo ra xung đột. Vì sao chúng ta tạo ra xung đột? Vì như nãy Liên nói, vì mình bắt người khác phải suy nghĩ giống mình, vì mình bắt người khác phải sống giống mình, vì mình bắt người khác phải nói theo cách mà mình thích nghe chứ mình không chịu nghe theo cách họ thích nói. Hoặc mình phải bắt người ta phải nghe cái cách mình thích nói chứ mình không chịu nói cái cách họ thích nghe. Tức là chúng ta luôn luôn bắt người khác phải làm giống mình, phải sống giống mình, phải suy nghĩ giống mình, phải nói giống mình, phải đi cái đường của mình đi, phải làm cái việc mà mình muốn họ làm. Thì đó là nguồn gốc mà mình vô tình hoặc cố ý tạo ra xung đột. Còn những cái xung đột mà muốn vô tình xảy ra thì ví dụ như là những cái chuyện vô tình xảy ra hiểu lầm thì đó, cái chuyện nó không thể tránh khỏi. Cho nên cái việc đầu tiên chúng ta phải nghĩ, trước khi nghĩ tới chuyện giải quyết xung đột, chúng ta phải nghĩ tới chuyện là né tránh xung đột, phải làm sao cho xung đột, phải làm sao cho giảm thiểu xung đột, phải làm sao cho mình không là nguồn gốc của xung đột, đúng không ạ? Thì cách để mà mình không là nguồn gốc của xung đột là mình phải biết cởi mở để chấp nhận những quan điểm khác mình. Mình phải biết thấu hiểu để thông cảm cho những suy nghĩ, lối sống khác mình. Đó là quan trọng nhất. Thứ hai là mình phải biết tôn trọng sự khác biệt và tôn trọng cái quyền được khác biệt của mình và của tất cả những người xung quanh. Và thứ ba là chúng ta phải biết tìm cách tìm ra cái điểm chung trong tất cả những cái khác biệt đó. Thì để mà giải quyết vấn đề, để mà chung sống hòa bình, thì chúng ta chấp nhận sự khác biệt và chúng ta tìm ra cách để chung hòa bình trong sự khác biệt. Vậy thì quản lý xung đột là sao? Giải quyết xung đột là sao?
Đó là việc đầu tiên chúng ta phải biết phân tích tình huống để thấy trong đây cái gì khác biệt và cái gì giống nhau. Không có một cái mối quan hệ nào, một cái sự xung đột nào, một cái vấn đề nào giữa những người liên quan mà không có điểm giống nhau và điểm khác nhau. Cho nên chúng ta phải có khả năng tìm ra được cái giống nhau và tìm ra được cái khác nhau. Và trong cái khác nhau đó thì mình tìm cách để cùng sống với cái khác nhau. Trong cái giống nhau đó thì mình tìm ra cách để mà cùng chung tay giải quyết vấn đề. Thứ ba, đó là điều đầu tiên. Thì thứ hai là chúng ta phải phải nhận thức được cái sự ảnh hưởng của tình cảm lên hành vi của những người liên quan. Với người này tình cảm ảnh hưởng ít, với người khác tình cảm ảnh hưởng nhiều. Người thì trầm tĩnh, người thì nóng nảy. Jason Toe hỏi là độc tài có phải là bản năng không chị? Có thể nói là phần nào đó là bản năng, tại vì chúng ta là động vật bầy đàn. Mà bản năng của động vật bầy đàn là nó có con bầy đàn. Con bầy đàn nó rất là độc tài, nó chưa chắc đã thông minh, mà nó rất, nhưng mà chắc chắn nó sẽ là con mạnh mẽ nhất, to lớn nhất, ầm ĩ nhất và hung hăng nhất. Con vật này bầy đàn nó sẽ không có lý lẽ với những con trong đàn, mà cãi lời nó là nó cắn chết thôi. Thì ở một trong cái suy nghĩ đó thì độc tài là bản năng, bản năng thú tính, thú tính của con người rất độc tài. Còn cái chuyện dân chủ nó là cái sự văn minh từ suy nghĩ và nhận thức của những người văn minh. Jason Toe xin cảm ơn bạn nói lên điều này. Độc tài đúng là bản năng thú tính của con người. Vậy thì điều tiếp theo trong việc xử lý xung đột là chúng ta phải nhận thức được tình cảm ảnh hưởng tới con người rất đặc biệt, rất khác biệt. Với người này nó ảnh hưởng ít, với người khác nó ảnh hưởng nhiều. Trong trường hợp này thì người này ảnh hưởng ít, trong trường hợp khác thì người khác lại bị ảnh hưởng nhiều. Thứ ba là khi muốn giải quyết xung đột thì chúng ta phải hiểu được quan điểm của đối phương khác quan điểm mình, và mình phải biết cởi mở với sự khác biệt đó. Mình phải hiểu được lý lẽ của họ là gì. Và cái quan trọng nhất trong xung đột là chúng ta coi trọng lẽ phải, chứ chúng ta không coi trọng thắng thua. Một trong những điều quan trọng nhất của xung đột là vì người ta chỉ muốn thắng chứ người ta không muốn đúng. Người ta coi trọng quyền lực chứ người ta không coi trọng lẽ phải. Cho nên muốn quản lý xung đột thì chúng ta phải coi trọng lẽ phải, đừng coi trọng quyền lực. Chúng phải đặt mục tiêu là giải quyết vấn đề, chứ không phải đặt mục tiêu là thắng hay là lấn áp được đối phương. Một khi chúng ta đặt mục tiêu thắng, mục tiêu lấn áp đối phương, mục tiêu củng cố quyền lực, thì chắc chắn xung đột nó chỉ có tạo ra, nó chỉ có kéo dài chứ không bao giờ giải quyết được. Thế nào là chỉ muốn thắng chứ không muốn đúng? Thế nào chỉ có nghĩ tới quyền lực chứ không thể lẽ phải? Ví dụ, khi mà cha mẹ nói với con teen là một bạn teen nhỏ 13 tuổi đi chơi, nói là con sẽ về lúc 8 giờ nhưng tới 10 giờ mới về. Thì vừa bước vô nhà là ba mẹ phạt la ầm lên: sao nói với mẹ 8 giờ về mà giờ 10 giờ mới về? Thì bạn teen đó, quý vị nghĩ bạn teen nó có thể trầm tĩnh mà trả lời không? Hay là nó vừa giận vừa sợ nó mới trả lời? Đúng không ạ? Vậy thì nó vừa giận vừa sợ trả lời thì giọng nói của nó, thái độ của nó không bao giờ mà ngọt ngào vui vẻ được. Thì nó nói: tại vì con bị hư xe thôi. Thế là ba mẹ nó lại giận thêm nữa vì cái thái độ hung hăng của nó. Nói với ba mẹ mà cái thái độ vậy hả? Thì cái bạn teen đó giận hơn nữa, sợ hơn nữa vì nó cảm thấy nó bị uất ức. Thì nó nói: thì nó giận quá, nó vô phòng đóng cửa cái rầm, ba mẹ nó gõ cửa bao nhiêu nó cũng không ra. Thì là như vậy, thì nếu mà một người cha mẹ mà biết muốn đúng chứ không muốn thắng thì lúc này sẽ dừng lại không làm gì thêm nữa, vì người cha mẹ đã hiểu được rằng lúc này tình cảm nó đang ầm ĩ như vậy, nó không thể bình tĩnh mà nói chuyện nghiêm túc được. Nhưng mà nó về được nhà nó an toàn là tốt rồi, vì mục đích của mình là nó được an toàn chứ không phải là nó phải thần phục quyền lực của mình. Thì người cha mẹ đó sẽ dừng lại không làm gì thêm nữa. Nhưng một người cha mẹ chỉ muốn thắng chứ không muốn đúng, chỉ muốn chứng tỏ quyền lực, thì sẽ ngay lập tức tới đập cửa rầm 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 lên: mày mất dạy với tao hả? Mày đã đi về trễ, con có biết là con có lỗi không? Mà ba mẹ nói mà con còn dám cãi lại, rồi còn dám đóng cửa sắt mặt ba hả? Ra đây!
mày không ra, tao cúp internet của mày. Và đứa nhỏ nó cũng không ra. Là vì sao nó không ra? Vì lúc này nó cũng muốn thắng chứ không muốn đúng nữa. Nó không ra. Thế là ông bà cúp internet. À ông bà cúp internet thì nó làm cái gì? Nó, và nếu mà nó, nếu đứa trẻ là cái đứa mà muốn đúng chứ không muốn thắng, thì nó sẽ nói chuyện với ba mẹ nó là nghiêm túc, là ngày mà là con bị hư xe thôi và bây giờ con cần internet để học bài hay gì gì đó. Nhưng đứa trẻ nó chỉ muốn thắng và không muốn đúng thì nó sẽ làm sao? Nó ra tiệm, nó tìm internet, nó ở ngoài tiệm cho tới khuya nó mới về. Ba mẹ nó chửi nó, tại vì ba mẹ cắt internet cho nên con phải ra tiệm học bài. À, và cái sự xung đột nó càng ngày nó càng escalated, tức là nó càng ngày nó càng leo thang lên. Thì quý vị thấy là những người mà chỉ muốn thắng chứ không muốn, chỉ muốn củng cố quyền lực chứ không muốn giải quyết vấn đề, thì họ sẽ tạo ra xung đột và nó cứ hết xung đột này tới xung đột khác, và cái cuộc xung đột nó càng, và cái sự chia rẽ nó càng càng sâu sắc. Thành ra cái quan trọng của giải quyết xung đột là hãy muốn đúng, hãy muốn đúng, đừng muốn thắng, đừng muốn củng cố quyền lực, mà hãy muốn giải quyết vấn đề. Hãy nghĩ mục đích của chúng ta là gì trong vấn đề này. Giữa cha mẹ và con cái, mục đích là làm sao cho con được an toàn, làm sao cho con được hạnh phúc, làm sao cho con được học hành, làm sao cho con được lớn lên, làm sao cho con được phát triển. Chứ không phải để chứng tỏ tao là cha mẹ, còn mày là con cái. Không phải để chứng tỏ là con phải thần phục cha mẹ, con phải nghe lời cha mẹ. Gần đây, cách đây hai vài ngày, Liên lên trên Bắc Cali, Liên họp bạn bè, những